Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Trần Trung Hiếu, mã số sinh viên là 13141488. Hiện tại đang học lớp thực lớp vi sinh lý vào chiều thứ năm của thầy giáo Phan Văn Hoàng. Hôm nay em xin demo về bài là điều khiển 16 led đường sử dụng viết vuông 16F887. Thì ở đây thì có một cái nút nhấn thì được nói với mát, rồi đọc còn lại thì được nói với một cái đèn chỏng nguyên khí và nó lên nguồn. Chức năng là dùng để reset hệ thống. Khi mà nhấn nút thì ở đây thì dòng nó sẽ chạy từ mát nó chạy về đây, và nó sẽ làm cho cái con vít nó bị reset đi. Ở đây sử dụng một cái thạch anh là OAC1 và OAC2. Ở đây thì sử dụng thạch anh là khoảng 20 là 20 mA. Còn là đối với các ngõ ra để nói cho 16 led thì ở đây sẽ sử dụng bột C và bột D. Ở bột C thì chúng ta ở bột C và bột D thì chúng ta sẽ gắn với một cái con điện trở là khoảng 330 ohm. Bột C đóng vai trò là những cái là những bit thấp trong 16 6 led, còn bột D là những bit cao trong 16 led đây. Đây đây là 16 led, 8 led ở cuối ở bên phải là những bit thấp, còn 8 led ở bên trái là những bit cao. Còn đối với chương trình đó thì chúng ta sẽ bắt đầu viết. Ở đây là do đây là cái báo cái thư viện, còn đây là những cái tịnh cấu thành cho các con bit. Sử dụng một cái hàm hạch anh là khoảng 20 mA. Đây là một cái phần cố định nên em viết sẵn luôn. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ khai báo biến biến tổng cục sa nhịn T của 8, khai báo biến M với biến N đi. Rồi bên sai ở đây, đây là khai báo là 16, là biến thi dùng để xuất gạo led. Rồi chúng ta sẽ tiến hành viết hàm chương trình chính. Trong chương trình chính thì chúng ta sẽ bắt đầu định cấu hình cho các chân bộ set. Ở đây sử dụng bột C này dự kiến là không ít. Đây là không ít không không đây, chúng ta sẽ lại sửa. Đây là một D. Rồi bắt đầu này chúng ta cho các viên thi M vào với N. Cho nó bằng không trong hàm quay trung quá, quay trung thì chúng ta cũng sẽ tiến hành. Ở đây thì chúng ta sẽ viết cái chương trình con cho nó dễ hiểu. Cho tắt chúng ta sẽ bắt đầu xuất output. Output là C. C thì ở đây chúng ta sẽ xuất là 0XFF, có tác dụng là làm cho tất cả các led nó đều sáng đi ở bột C. Tiếp tục là ở bột D. Chúng ta sẽ tiến hành delay một khoảng thời gian là ở đây thì delay là khoảng 50 giây đi, để cho chúng ta làm một cách nhanh chóng. Ở đây cho biến là bằng không.
tiếp theo thì cũng liên hệ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết cái hàm sáng tắt dần đi, sáng tắt dần và trong khoảng từ trái sang phải. Chúng ta sẽ cho là for nó chạy trong khoảng từ rồi chúng ta sẽ cho n chạy từ 16 và sau đó n sẽ lớn hơn 1/0 là cái giới hạn đếm nó sẽ lớn hơn 1/0, nếu như là nếu không đó, thì nó sẽ thoát ra cái khỏi vòng lọc. Rồi chúng ta sẽ cho biến lấy nó chạy từ đi. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ cho biến y. Bởi vì dịch từ trái sang phải nên chúng ta sẽ cho một cái biến nó dịch sang cho không biết FF nó dịch sang trái, nó sẽ dịch sang trái nào lòng. Sau khi dịch thì chúng ta sẽ tiến hành xuất led ra đây. C là những method nên chúng ta chỉ cần dịch ra những method thôi. Còn một E thì chúng ta sẽ xuất ra là những method cao, chúng ta phải dịch đi 8 lần. Chúng ta sẽ tiến hành delay. Đây là chỉ là mới là sáng dần thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu cho các led nó tắt dần đi. Tắt dần thì chúng ta sẽ cho này nó cho bằng 0, nhỏ hơn bằng 16, cộng cộng. Chúng ta sẽ cho nó dịch thì khoảng n lòng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào viết hàm cái hàm dịch trái sang phải. Chúng ta cũng thực hiện giống như cái hàm trên nhưng mà chỉ sửa đổi những thứ thích hợp thôi. Ở đây thì cho nó chạy 16 lần, giờ từ trái sang phải thì chúng ta cho nó bắt đầu là không tiếp 01 rồi sau đó cho nó dịch dịch vào. Đây thì cái hàm dịch này đã xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta coi cho nó sáng dụng từ phải sang trái. Sáng dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái sáng dụng này bao gồm có sáng dịch và sáng sáng dụng. Chúng ta gọi những cái hàm này ra. Đây, chúng ta cho biến này là biến m. Rồi, chờ chúng ta sẽ cho biến y sẽ bằng với o đi. Thì này là sáng dần từ này là sáng dần trong khoảng từ phải sang trái thì sẽ bao gồm có sáng dịch
Chúng ta sẽ cho sáng giật trong từ trái. Sáng giật trong khoảng từ phải sang trái, và chúng ta sẽ cho sáng dòng sáng dòng trong khoảng từ trái sang phải. Như vậy thì chúng ta sẽ o hai cái biến này lại, thì chúng ta sẽ cho nó là không biết sáng dịch từ phải sang trái là không biết tám không không. Chúng ta sẽ bắt đầu dịch nó đi em mở lòng, rồi sau đó chúng ta sẽ o với chúng ta sẽ o với sáng dòng trong khoảng từ trái sang phải. Tôi sẽ o là không biết em ha. Okay. Chúng ta sẽ dịch vào nào lòng, và sau đó thì chúng ta xuất lết thôi. Đây là cái hàm mà sáng khi mà này thì chúng ta cái hàm này có tác dụng là dùng để sáng nè. Đây là sáng vô, đây là sáng dịch trong phải từ phải sang trái, còn cái này là sáng dần từ trái sang phải. Đây cho các biến không biết FFF là nó xuất nó sẽ dịch đi N lần, giống như là sáng dòng vậy đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào gọi các chương trình con ra. Đây là chân tác sáng tác dòng phải sang trái sang phải. Đây là dịch từ trái sang phải, là sáng dồn từ phải sang trái. Đây. Rồi chúng ta kiểm tra xem có sai lỗi cú pháp gì không, nếu không thì chúng ta sẽ biết ra đầu bên dịch. Bởi vì ở đây chương trình mình đã viết sẵn, nhưng bình thường thì chúng ta phải modify rồi chép rồi sau đó biên dịch. Sau khi biên dịch xong thì chúng ta sẽ bắt đầu nạp file head vào trong Routers. Chúng ta sẽ vào cái đường link sẵn, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nạp. Đây sẽ dòng tập dòng và dịch từ sau đó cho nó sáng dồn. Chương trình này nó do là nó vẫn còn thiếu sót nên nó chạy nó không có được nên chúng ta cần phải sửa lại. Ở đây thì đây sẽ sửa là 16. Đây, 16. Bắt đầu cái dịch. Và bắt đầu nạp lại. Sáng tập dọc. Sáng dọc, rồi sau đó dịch. Đây, chương trình đã chạy tốt rồi. Và phần demo của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý đến nghe và theo dõi.